thì đến bây giờ Miss Hương đã tìm ra một loại thảm phù hợp tất cả với những tiêu chí mà Miss Hương tìm kiếm bấy lâu nay. Namaste. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Miss Hương Yoga. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay thì Miss Hương sẽ không tập yoga cùng với các bạn đâu, mà Miss Hương sẽ gửi đến các bạn một số thông tin rất cần thiết trong việc luyện tập yoga của các bạn. Đó chính là làm sao để lựa chọn một chiếc thảm tập phù hợp và giúp cho mình tập luyện yoga một cách tốt hơn, đạt hiệu quả hơn. Các bạn ơi, nếu như các bạn đang mới bắt đầu luyện tập yoga hoặc là luyện tập yoga lâu rồi thì các bạn cũng cần phải chú ý rằng việc lựa chọn cho mình một chiếc thảm tập phù hợp là vô cùng quan trọng để các bạn có thể tận hưởng được không khí tuyệt vời của buổi tập cũng như tất cả những lợi ích mà một tư thế yoga có thể mang lại cho bạn. Là một giáo viên yoga đã có kinh nghiệm luyện tập yoga hơn 20 năm nay cũng như giảng dạy yoga trong một thời gian rất dài, và Miss Hương đã kinh qua rất nhiều các loại thảm từ những hãng khác nhau. Mỗi một loại thảm đều cho Miss Hương một cảm nhận riêng. Tuy nhiên thì rút lại một điều, Miss Hương sẽ cảm thấy hài lòng với một chiếc thảm hội tụ được đầy đủ những yếu tố sau. Đầu tiên đó chính là độ bám của một chiếc thảm. Thứ hai đó chính là độ dày của một chiếc thảm. Thứ ba là trọng lượng và độ rộng của nó. Và nguyên liệu hình thành nên chiếc thảm đấy có thân thiện với môi trường hay không. Và cái cuối cùng đó chính là giá thành của chiếc thảm đó cao hay thấp và có phù hợp với điều kiện kinh tế của mình hay không. Thì đấy là những tiêu chí mà Miss Hương sẽ sử dụng để lựa chọn cho mình một chiếc thảm tập. Và rất nhiều năm nay rồi, trải qua rất nhiều loại thảm, thì đến bây giờ Miss Hương đã tìm ra một loại thảm phù hợp tất cả với những tiêu chí mà Miss Hương tìm kiếm bấy lâu nay. Đó chính là chiếc thảm hôm nay Miss Hương sẽ chia sẻ cho các bạn, chiếc thảm Be Love đến từ thương hiệu Being. Đây là một thương hiệu của Úc và chiếc thảm này được sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu. Chiếc thảm Be Love này thì được sản xuất tại Tây Ban Nha nha các bạn nhé. Và tại làm sao mà Miss Hương lại giới thiệu chiếc thảm này đến với các bạn là bởi vì tất cả những cái tiêu chí mà Miss Hương vừa mới nói ra ấy, thì chiếc thảm này nó có hết. Đây là một chiếc thảm tuyệt vời. Đầu tiên nhá, Miss Hương sẽ nói đến độ bám. Thì chưa bao giờ có một chiếc thảm nào mà có độ bám dính tuyệt vời như chiếc thảm này. Dù các bạn có ra mồ hôi nhiều như thế nào nữa thì tay và chân các bạn vẫn có thể bám cực kỳ tốt vào chiếc thảm này. Phải nói nó là một chiếc thảm có độ bám 10/10, tốt nhất trong những loại thảm mà từ xưa đến giờ Miss Hương đã sử dụng, dù là giá thành cao hay giá thành thấp nhá. Độ bám nó tốt lắm. Các bạn có thể là mới tập yoga nhá, các bạn sẽ gặp một cái vấn đề là khi mà mình vào một số tư thế, ví dụ nhá, tư thế V ngược chẳng hạn, đấy là một tư thế rất cơ bản mà mới hay là cũ thì chúng ta đều vẫn phải tập tư thế này hàng ngày. Thì đối với những tư thế đấy có rất nhiều loại thảm độ bám không tốt. Mặc dù Miss Hương đã từng dùng những loại thảm có giá thành rất cao nhưng nó vẫn có độ trượt nhất định trong cái quá trình mình tập. Còn đặc biệt đối với những bạn mới tập thì nó trượt kinh khủng lắm, nó trượt rất là nhiều luôn. Cho nên việc quan trọng là các bạn nếu có được cho mình một chiếc thảm có độ bám tốt như chiếc thảm bên này thì tuyệt vời. Các bạn có thể yên tâm luyện tập dù các bạn chỉ có mới tập yoga thôi. Và hơn nữa là những bạn mà tập yoga lâu rồi và các bạn muốn chinh phục những tư thế cao hơn, ví dụ như là tư thế bọ cạp, những tư thế thăng bằng bằng khuỷu tay đó, thì nếu như không có một chiếc thảm tập có độ bám dính tốt thì việc luyện tập của các bạn cực kỳ khó khăn. Việc này là Miss Hương đã từng trải qua rồi. Ví dụ như khi vào tư thế bọ cạp thì khuỷu tay của mình á, nó cứ bị trượt ra
khi mình chấm này, kiểu tay của mình có chiều hướng bị trượt ra như thế này đó. Nhưng mà với chiếc thảm này nhá, nó bám cực kỳ tốt luôn, và các bạn có thể bám cái kiểu tay cực kỳ tốt, các bạn không thể trượt ra ngoài được. Đây, như Miss Hương cố gắng đẩy nó ra ngoài vẫn không đẩy được, vừa rồi là Miss Hương phải nhấc kiểu tay lên đó. Còn nếu kiểu tay vẫn bám ở dưới sàn nhà thì nó bám cực kỳ tốt luôn, các bạn có thể thấy này, nó không hề bị trượt ra phía bên ngoài luôn, mặc dù các bạn đang tạo áp lực rất lớn cho phần cổ kiểu tay đó, nó không hề trượt ra ngoài đó. Những bạn nào mà mình đang chinh phục những tư thế nâng cao này thì đây là một lựa chọn lại không thể sáng suốt hơn. Cho nên rút lại một điều nhé, chiếc thảm tập này phù hợp với tất cả mọi người, kể cả những bạn mới tập hay là những bạn tập lâu năm rồi. Đấy là điểm đầu tiên. Điểm tiếp theo mà Miss Hương muốn nói tới đó chính là độ dày của chiếc thảm. Chiếc thảm tập Bilove của hãng Bin này thì có độ dày là 4mm. Và Miss Hương đã từng tập những chiếc thảm có độ dày 1,5mm, 4mm, 6mm rồi 8mm. Thì Miss Hương thấy một điều rằng chiếc thảm tập có độ dày khoảng 4mm là phù hợp nhất cho chúng ta, cho tất cả chúng ta luôn. Với một chiếc thảm 1,5mm thì nó chỉ phù hợp để trải lên một chiếc thảm khác thôi, bởi vì nó quá mỏng và khi các bạn tiếp xúc đầu gối xuống các bạn có thể sẽ cảm thấy rất là đau. Đối với những chiếc thảm dày như kiểu 8mm thì cái độ dày nó quá là lớn. Nếu như các bạn thực hiện những tư thế ngồi thì không sao, nhưng nếu các bạn thực hiện những tư thế thăng bằng thì việc một chiếc thảm quá dày sẽ hạn chế các bạn, bởi vì nó có cái độ trông chênh và các bạn sẽ rất là khó thực hiện, kể cả với những tư thế thăng bằng đơn giản. Và đây là chiếc thảm mà Miss Hương cảm thấy rằng độ dày 4mm là độ dày lý tưởng nhất. Các bạn cứ tin Miss Hương nhé. Đối với những bạn mà có thể mình có vấn đề về đầu gối thì với một chiếc thảm 4mm này có thể các bạn sẽ cảm thấy hơi đau đầu gối khi mà mình tiếp xúc với thảm. Thì lúc đó các bạn có thể trợ giúp bằng việc là chúng ta có thể đặt một chiếc khăn ở dưới đầu gối của chúng ta nhé. Còn nếu như các bạn để mà giải quyết vấn đề về đầu gối mà các bạn lại lựa chọn một chiếc thảm tập quá dày thì những tư thế thăng bằng các bạn lại không thể nào mà thực hiện được nó một cách dễ dàng đâu, nó sẽ là trở ngại cho các bạn. Nên chiếc thảm Bilove này có độ dày đối với Miss Hương đó là một độ dày tiêu chuẩn và tuyệt vời. Điểm tiếp theo mà Miss Hương nói đến với các bạn đó chính là kích thước của chiếc thảm. Chiếc thảm Bilove này có độ dài là 1m85 và độ rộng là 66cm. Nó rộng hơn những loại thảm thông thường khác, cho nên là các bạn có thể thoải mái vận động trong chiếc thảm này mà không bị lo là mình bị tụt chân ra ngoài và tụt tay ra ngoài. Hoặc là những bạn có chiều cao tương đối tốt ý, thì các bạn hoàn toàn vẫn có thể yên tâm để thực hiện được những tư thế yoga và những bài tập yoga của mình ở trong chiếc thảm Bilove này nha. Điểm tiếp theo mà Hương nói đó chính là cân nặng. Đối với những chiếc thảm mà có độ dài như thế này ý, đầu tiên là ở trên thị trường không có nhiều rồi. Thứ hai đó là để mà có một cái độ bám tốt như chiếc thảm này ý, thì Miss Hương chưa thấy nhá. Còn đối với những thảm mà có độ bám tương tự hoặc là thấp hơn một chút xíu, cao cấp một chút xíu thì nó rất là nặng. Nó nặng lắm, Miss Hương đã dùng rồi. Khi mà mang đi du lịch hay là mang đi đâu đó thì nó là cả một vấn đề với mình, bởi vì mình phải mang theo một cái trọng lượng rất là lớn. Có thể nhá, có những chiếc thảm lên tới 4kg, còn chiếc thảm Bin này nó chỉ có trọng lượng là 2kg mà thôi. Nó rất phù hợp cho các bạn luyện tập tại nhà hoặc là mang đi du lịch, đều rất là gọn nhẹ. Đấy là điểm cộng tiếp theo. Một tiêu chí vô cùng quan trọng nữa đó chính là vấn đề vệ sinh của thảm có dễ dàng hay không. Với nhiều loại thảm mà Miss Hương có sử dụng trước đây, mặc dù là chi phí cũng khá là cao, nhưng ở một khi mà đã bị ra mồ hôi vào thảm ấy, nó sẽ có vết hằn ở đấy. Và cái việc mà vệ sinh cho thảm thì cực kỳ khó, nó không hề dễ dàng để lau chùi. Còn đối với một số loại thảm mà rẻ hơn thì những cái loại thảm đấy hầu như là khi mồ hôi đã rớt vào thảm thì nó sẽ thấm xuống dưới thảm và nó sẽ bám chắc ở đấy, chúng ta sẽ không thể nào làm sạch được. Và một thời gian á, thì vi khuẩn sẽ bắt đầu hình thành và phát triển, gây nên vấn đề mất vệ sinh khi chúng ta sử dụng thảm trong một thời gian dài. Còn đối với thảm Bilove này thì bề mặt được làm từ cao su, cực kỳ dễ lau chùi các bạn nhé. Mình chỉ cần lau bằng một chiếc khăn ướt và để một lúc sau là nước khô rồi và chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được. Điểm nữa mà Miss Hương sẽ nói, và đây là điều mà Miss Hương quan tâm, cũng tin rằng rất nhiều các bạn cũng đang quan tâm, đó chính là chúng ta nói về độ thân thiện với môi trường. Thì đây là một trong những chiếc thảm vô cùng hiếm hoi trên thế giới, có khả năng tái chế và
đây là một chiếc thảm tự hủy sinh học. Quy trình của nó đó chính là thu thập thảm cũ này, nghiền thảm cũ ra thành những mảnh vụn rất là nhỏ, sau đó ép lại và sẽ gắn ba lớp lại với nhau. Chiếc thảm này có ba lớp. Các bạn sẽ thấy là hai lớp ở ngoài đó là hai lớp cao su thiên nhiên và lớp ở giữa là một lớp cao su tái chế dày để thảm của chúng ta có độ êm nhất định. Thì hai mặt của chiếc thảm này đều giống như nhau hết. Các bạn có thể luyện tập bằng cả hai mặt của chiếc thảm này nhé. Và đây là một chiếc thảm mà Mỹ Xuân đánh giá rất là cao về độ thân thiện với môi trường, bởi vì là bây giờ chúng ta đã thải ra quá nhiều chất độc hại cho môi trường rồi. Thì với việc sản xuất ra một chiếc thảm có khả năng tái chế này thì chúng ta sẽ góp phần làm sạch môi trường của chúng ta, và một cái điểm cộng rất lớn cho Bilop vì điểm này nhé các bạn nhé. Còn giá thành của chiếc thảm này thì sao? Đối với đánh giá của Mỹ Dương nha, chiếc thảm này là một chiếc thảm có giá thành cực kỳ tốt so với những gì mà nó mang lại cho chúng ta. Độ bám siêu bám, độ dài và độ rộng vô cùng phù hợp với phần lớn chúng ta. Độ dày perfect và lại có chức năng là tái chế. Thì giá cả của chiếc thảm này nhá, đối với Mỹ Dương là vô cùng hợp lý. Và chi tiết về chiếc thảm này các bạn có thể tham khảo tại đường link mà Mỹ Dương sẽ để ở phía bên dưới. Nếu như các bạn có nhu cầu mua chiếc thảm này về dùng, hãy nhập mã giảm giá của Mỹ Dương vào và các bạn sẽ được giảm giá đấy. Và Mỹ Dương tin rằng khi mà các bạn sở hữu cho mình một chiếc thảm như thế này thì các bạn cũng sẽ rất là yêu thích và cảm thấy vô cùng xứng đáng với cái số tiền mình bỏ ra, giống như là Mỹ Dương đang có cảm nhận bây giờ. Cực kỳ tuyệt vời, đặc biệt là cái độ bám dính của nó, sau đó sự lại thân thiện với môi trường, Mỹ Dương thích lắm. Đấy các bạn ơi, và bây giờ thì xin phép các bạn nha, Mỹ Dương sẽ vào buổi tập của ngày hôm nay thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tập sau nhé. Bye bye nào.